Chào các bạn, căn hộ lần này mình muốn giới thiệu đến cho các bạn được thiết kế theo phong cách Wabi Sabi. Đầu tiên mình sẽ giải thích cho các bạn phong cách Wabi Sabi là như thế nào nha. Wabi Sabi là phong cách thiết kế, phong cách nghệ thuật tìm kiếm vẻ đẹp trong sự không hoàn hảo. Nó là sự kết hợp của Wabi, đơn giản và khiêm tốn, và Sabi là thời gian trôi qua và vẻ đẹp của tuổi tác, tôn vinh những cái gì cũ kỹ, phong hóa và không hoàn hảo. Đây chính là phong cách sống thể hiện tình yêu đối với tất cả mọi thứ. Không giống như phong thủy, Wabi Sabi không phải là một bộ quy tắc mà là tư duy. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Life Phát. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn căn hộ ở chung cư Q2 Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Từ Đức. Căn hộ này được thiết kế theo một phong cách rất độc lạ, mới gia nhập vào Việt Nam một vài năm gần đây, đó là Wabi Sabi. Xin mời các bạn cùng theo chân mình khám phá một vòng căn hộ này nhé. Đây là cái khu vực lối vào của căn hộ này. Mình đã thiết kế một cái tủ giày kết hợp với một cái tủ khô xung quanh tủ lạnh. Ở đây mình đã thiết kế một cái khu vực nhỏ để mình ngồi thay giày trước khi ra khỏi nhà. Ở đây có một cái gương oval, hình oval ngược. Đây là cũng là một cái ý đồ thiết kế của team của bên mình. Đây là cái hệ tủ giày của cái căn hộ này. Các bạn có thể thấy đó là mình đã thiết kế cái hệ cánh cửa lá sách để cho thoát mùi và giúp thông thoáng cái không khí. Đối diện cái hệ tủ giày này đó là cái phần không gian bếp nấu ăn của mình. Mời các bạn cùng vào cái không gian bếp nha. Cái không gian bếp thì gồm có một cái đảo ba và một cái hệ tủ bếp ở bên này. Mình đã đặt máy giặt, máy sấy ở trong cái không gian bếp này luôn. Cái bếp nó hơi bé một xíu nhưng đầy đủ các cái công năng sử dụng. Các bạn có thể thấy hút mùi này, bếp từ này, bồn rửa rất là lớn và kệ úp chén ở đây. Dưới này có lò nướng và một cái hộc kéo mình để dụng cụ nấu ăn ở đây. Ngoài ra thì ở đây có một cái khay để gia vị nữa. Tất cả mọi thứ rất là đầy đủ cho một cái căn hộ cho nhiều người sử dụng. Ở đây còn có một cái lò microwave nữa này. Vâng, chúng ta sẽ đi vào phòng khách, bếp và bàn ăn. Đây là cái khu vực bàn ăn của mình. Mình đã thiết kế một cái bàn ăn cho 6 người. Ở đây là 3 ghế và bên kia là mình đã thiết kế một cái ben ngồi áp sát tường. Đây là cái ben ngồi bàn ăn. Các bạn có thể thấy ở đây mình đã thiết kế hộc kéo này. Nguyên một dãy hộc kéo dài có thể để đồ được ở dưới này. Các cái chi tiết, các cái detail lần này mình thiết kế rất là đặc biệt, đó là sử dụng các cái đường cong. Ở trong thi công á, các cái đường cong này nó khá là khó thi công, cho nên team của bên mình cũng đã rất là cố gắng để thiết kế và lột tả một cách chi tiết nhất và một cách giống với thiết kế nhất có thể, để có thể tạo nên một cái phong cách như mình đã nói, đó là Wabi Sabi. Đây là cái khu vực phòng khách và tiếp khách của cái căn hộ này. Các bạn có thể thấy tông màu chủ đạo lần này mình sử dụng nhấn đó là màu xanh. Phía sau lưng mình đó là hai cái tấm ốp uốn cong sơn bê tông. Mình đã thiết kế hai cái armchair ngồi thư giãn hai bên. Không gian khá là chill và ấm cúng đúng không ạ? Đây là một căn hộ dạng duplex, cho nên là để liên kết với các tầng với nhau, đó là mình đã thiết kế nên cái hệ cầu thang như vậy. Các bạn hãy theo chân mình lên trên để xem ở bên trên có gì nha. Đây là một căn hộ duplex, một trệt hai tầng, cho nên là giữa các cái tầng với nhau thì mình đã thiết kế thang xoắn. Các bạn có thể thấy đây là một cái điểm đặc trưng khá là ảo trong cái căn hộ này. Từ tầng trệt lên tầng 1 là một cái thang một vế, còn từ tầng 1 lên tầng 2 là một cái thang hai vế. Các bạn có thể thấy mình chất liệu lần này mình sử dụng đó là sắt la. Các cái bậc màu đen này
đó là bằng gỗ sồi sơn đen và giữ lại vân. Mời các bạn cùng xem qua nhé. Chúng ta đang ở phòng ngủ phụ của cái căn hộ này. Cái tông màu nhấn của cái phòng này đó là màu cam đất. Các bạn có thể thấy mình đã sử dụng cái màu cam đất sử dụng cho một cái armchair ngồi thư giãn và hệ bàn học, bàn làm việc, và nhấn một chút xíu lên cái tủ quần áo. Cái giường này đó là một cái giường 1m8. Cái điểm đặc trưng của cái giường này đó là có một cái phần vai giường rộng ra để mình có thể ngồi ở đây. Sau lưng mình đó là một cái vách ốp bằng gỗ. Cái điểm nhấn đó là cái phần vách ốp này mình đã thiết kế cho nó uốn cong ra khỏi cái mặt phẳng của cái tường đầu giường này. Đây là cái hệ tủ quần áo của cái phòng ngủ này. Mình đã nhấn lại cái màu cam đất lên bốn cái cánh tủ này hình tròn. Rất là dễ thương đúng không? Yeah. Đây là một cái bàn học sử dụng màu cam đất, và đây là một cái kệ để mình để sách và để đồ dùng học tập ở đây. Đây là một cái căn hộ thiết kế theo kiểu duplex, cho nên là cái tầng 1, cái tầng trên á sẽ có một cái cửa ra vào để đi ra ở ngoài tầng trên, cái tầng trên. Ở cái thiết kế lần này theo phong cách Wabi Sabi, mình đã sử dụng khá là nhiều ánh sáng gián tiếp hắt từ trong hốc thạch cao hay là từ các cái khe led hắt để tạo cái ánh sáng hiệu ứng đẹp nhất có thể cho cái căn hộ này. Đây là cái phòng ngủ chính của cái căn hộ này. Các bạn có thể thấy mình đã sử dụng những cái chi tiết để tạo cái điểm nhấn cho cái phòng ngủ này, đó là các cái chi tiết màu đen nổi trên cái nền trắng ở tranh đầu giường và chi tiết đệm đầu giường. Ngoài ra thì mình có một số cái điểm khác, ví dụ như là đèn thả, mình cũng xài một cái đèn thay vì hai, cả hai bên. Cái này có nghĩa là đẹp một cách không hoàn hảo, đẹp từ những cái điều không hoàn hảo. Mình đã xài cái hệ đèn ray 500 cho cái phòng ngủ này. Ở đây mình đã khoét hai cái hình để mình có thể nhìn ra cái phần hành lang ở bên ngoài này. Các bạn có thể thấy cái phần hành lang và cái phần cầu thang là cái điểm nhấn rất là quan trọng của cái căn hộ này. Căn hộ này thì có cái view khá là đẹp, nhìn trực diện ra ở bên ngoài xa lộ Hà Nội. Mời các bạn cùng xem nhé. Và đây là phòng ngủ cuối cùng mình muốn giới thiệu cho các bạn. Đây là một cái phòng ngủ phụ ở trên tầng 3. Cũng như những phòng khác thì cái phòng này cũng khá đầy đủ công năng sử dụng. Có giường này, mảng TV, tủ quần áo, kệ trang trí, bàn làm việc, kết hợp bàn trang điểm và kết hợp với một cái tác đầu giường ở đây.
Các bạn có thể thấy mình đã nhắc lại cái màu xanh ở bên dưới lên cái phòng ngủ này. Cái điểm nhấn của cái phòng ngủ này đó là cái phần trần. Các bạn có thể thấy cái phần trần mình đã thiết kế hình tròn ngay giữa phòng. Đó là một cái điểm nhấn đặc trưng nhất của cái phòng này. Phía sau TV các bạn có thể thấy là mình đã sử dụng chất liệu đá terrazzo nhân tạo để làm cái mảng trang trí phía sau TV. Căn hộ này được chủ đầu tư bàn giao cơ bản một trệt một lầu thiết kế theo kiểu triplex. Cái bài toán đặt ra cho mình đó là mình phải tăng diện tích sử dụng lên thêm một tầng nữa. Thì cái phương án đặt ra đó là mình đã làm thêm một cái phần sàn giả, tăng diện tích sử dụng của cái căn hộ này lên thêm một phòng ngủ, một toilet và một phòng làm việc. Mình đã phá bỏ hoàn toàn cái cầu thang hiện tại. Các bạn có thể thấy ảnh hiện trạng ở đây. Thay đổi hoàn toàn vị trí của cái cầu thang đó sang sát áp vào cái ban công của mình. Trong cái quá trình thi công thì gặp khá là nhiều khó khăn và vướng mắc, nhưng mà rất may team của bên mình đã phối hợp một cách nhịp nhàng và giải quyết tất cả các cái vấn đề. Và cuối cùng thành quả, đây là một cái căn hộ các bạn đang xem đây. Các bạn hãy để lại ý kiến cá nhân của các bạn ở dưới vlog này của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip đến giờ phút này. Hẹn gặp lại các bạn trong những vlog tiếp theo.